Thưa quý vị, đối với công chúng yêu văn chương, nhất là độc giả trẻ thì cái tên Phan Việt đã trở nên quen thuộc trong thời gian qua. Văn phong, súc tích, phóng khoáng, những chi tiết phong phú, những trải nghiệm độc đáo cùng vốn hiểu biết sâu rộng đã làm nên sức hút của cái tên này. Với tập sách mới nhất, Một mình ở châu Âu, thì Phan Việt đã một lần nữa chứng tỏ được nội lực trong ngòi bút và trong tâm hồn giàu cảm xúc của chị. Sách do nhà xuất bản Trẻ và công ty Nhã Nam phối hợp thực hiện vừa ra mắt đúng vào dịp khai mạc Đường sách Quý Tỵ 2013. Một mình ở châu Âu là cuốn sách đầu tiên trong bộ sách gồm 3 cuốn với tên chung Bất hạnh là một tài sản. Khác với những cuốn sách trước đây của Phan Việt, Một mình ở châu Âu không phải tác phẩm hư cấu mà là tập hợp những ghi chép của chị trong chuyến đi châu Âu kéo dài 1 tháng vào mùa hè năm 2008. Qua thể loại du ký, tác giả khéo léo dẫn dắt độc giả bước vào cuộc hành trình của chính mình. Từ Berlin di chuyển đến Rostock, thoáng chốc, bước chân cô gái 30 tuổi rời nước Đức trong mưa được chào đón bởi nắng ấm và trời xanh Địa Trung Hải ở sân bay Giamino của Rome. Ít lâu sau, nhân vật tôi có mặt ở Copenhagen bé nhỏ, hiền hòa, đầy bóng dáng sự cổ điển và còn nét đẹp quyến rũ mê hoặc từ những chiếc gondola mũi cong bập bềnh xếp dọc mép nước ở quảng trường San Marco của Venice. Từ bao cánh rừng thông phủ xanh các quả núi gần Bologna, khung cảnh choáng ngợp nhìn từ trên đỉnh cao nhất của Florence với hàng ngàn ngôi nhà theo kiến trúc phục hưng màu đỏ, vàng và da cam tỏa ra tựa muôn cánh cung từ quảng trường trung tâm thành phố, mây trắng bảng lãng trong một thứ ánh sáng mơ hồ. Nơi tác giả lưu lại lâu nhất và cũng là dấu ấn nổi bật nhất là Paris. Một Paris với dòng sông Seine uốn khúc lững lờ quanh các khu nhà mái xám và những bóng hạt dẻ. Một Paris có hai ngọn tháp kiêu hãnh của nhà thờ Đức Bà với vòm tròn Parthenon, những con đường mang tên các vị thánh. Một Paris nơi từng hơi thở cử chỉ của con người thấm đẫm chất lãng mạn. Những người bạn tác giả gặp trên đường đến từ nhiều nơi, làm đủ mọi nghề và thường không sống ở nơi họ sinh ra. Công dân thế giới, một hiện hữu mà các thế hệ trẻ bây giờ đang trở thành, được Phan Việt ghi lại sinh động, khơi gợi cho người đọc thêm hình dung suy nghĩ về khái niệm ấy. Tuy vậy, Một mình ở châu Âu không đơn thuần kể chuyện đi du lịch, giới thiệu địa danh thắng cảnh. Sách tái hiện câu chuyện thật và tâm trạng của Phan Việt thời điểm đó. Sức hấp dẫn của tập sách này rất khó lý giải trọn vẹn, có lẽ còn tùy thuộc khám phá riêng của từng người. Điều đồng lại khó phai mờ là những cảm nhận đầy chiều sâu mà thật giản dị, gần gũi của tác giả. Khép lại chuyến đi đáng nhớ, Phan Việt tìm thấy lời đáp cho những vấn đề của mình, đồng thời đúc kết được những điều ý nghĩa và hữu ích, không chỉ đối với chị. Sự thật là không một ai nên hoặc có thể chối bỏ bản thân mình, kể cả khi họ làm điều đó nhân danh tình yêu. Quan trọng nhất, mỗi người chúng ta đều có thể hạnh phúc, kể cả khi một mình.